Quá, wow, bạn Miên, bạn Châu chạy đâu hả? Đâu kẹo đâu? Quá, wow, kẹo gì hả? Quá, wow, các bạn ơi, bạn Miên có cái máy đổi kẹo gì hay dữ hả? Quá, wow, sau lưng có gì kìa? Gì nữa hả? Đâu, đâu? Kẹo, quá, wow, kẹo trái cây quỳnh sữa nha. Gì nữa hả? Quá, wow, một phần kẹo trái banh nữa hả? Quá, wow, trời, quá trời kẹo luôn, còn nữa không? Cái gì á? Cái vỏ kem hả? Đâu? Cái gì á? Cái đơn kẹo hả? Ê, một cái đơn màu hồng nữa kìa bạn Châu ơi, lượm đi. Ừ, rồi đem về bắn kẹo nha. Rồi đem về bắn kẹo thử. Ê, bạn Bin, bạn Bin với bạn Châu đi lượm được cái gì vậy? Quá, wow, các bạn ơi, bạn Châu có một cái đàn kẹo nghe. Rồi bây giờ bạn Châu gỡ kẹo ra đi. Ê, bạn Bin có cái gì đây? Một cái máy đổi kẹo nè. Cái máy này nè, mình xay là rớt cục kẹo xuống nè. Đó, bạn Bin xay thử đi, bạn Bin. Xay thử cho các bạn xem nha. Rớt kẹo chưa? Chưa. Xay nữa đi, xay nữa đi. Xay hoài luôn, chừng nào nó rớt kẹo xong. Đây, một cái máy đổi kẹo. Quá, rồi, rớt cục kẹo rồi các bạn ơi. Hai cục luôn hả? Đây, hai cục kẹo màu vàng nè. Này là kẹo xin gươm á. Ăn nhả ra nghe. Rồi, của bạn Châu kẹo gì? À, của bạn Châu kẹo trái cây nha các bạn. Đây, của bạn Châu kẹo trái cây nè. Wow, quá trời kẹo luôn. Ui, đâu bạn Bin, bán cho 1 cục đi bạn Bin ơi. Nữa, 2 cục nữa hả? Rồi, dặn thử coi. Wow, rồi bạn Châu ăn không? Bạn Châu ăn màu gì? Màu đỏ nha bạn. Rồi, bạn Bin ăn màu xanh. Bạn Bin sao ăn màu xanh nước biển hả? Quá, wow, ngon quá. Đây các bạn ơi, đây còn kẹo gì nữa ta? Đây một cái máy hình trái banh đó nghe. Rồi bạn Bin sẽ xoay cho các bạn xem nha. Ra được chưa? Chưa ra hả? Xoay một lần nữa. Chưa có rồi. Trời, chưa được luôn. Đây bạn Bin họ chưa biết xoay các bạn ơi. Để mình chỉ cho bạn Bin chơi nha. Đây bạn Bin để tay đi. Cầm nghe. Rồi họ dính lại cục kẹo trong đây rồi nè. Rồi xẻ tay ra đi em nghe. Cầm nghe, cầm luôn. Cầm hai tay luôn. Rồi đổ kẹo ra nghe, có kẹo ra kìa. Đó, quá, wow, hay quá. Rớt luôn rồi, bạn Châu xè tay ra. Đây, mình dặn mình bán cho bạn Châu nha. Đây, các bạn ơi, cái này nó khó dặn quá. Đâu rồi. Quá, wow. Thôi cái này để kêu bạn Kiệt ra dặn phụ nha. Bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi một cái máy đổi kẹo này nha. Đây, cái nút này là nút gì vậy bạn Kiệt? Nút xay nha. À đúng rồi, mình xay cái này là cục kẹo rớt nè các bạn ơi. Rồi xay đi. Mình sẽ xay như vậy nha. Quá, wow, rớt một cục kẹo rồi, hay quá. Coi, mình xay một cái nữa nha. À chưa thấy rớt bạn Kiệt ơi. Dặn đi chừng nào thấy mình la lên nghe. Rồi một cục rồi. Quá, wow, thêm một cục màu, à một cục màu cam luôn. Đẹp quá. Rồi, lại mượn cái máy kia đi bạn Bin ơi. Đây mình có 4 cục nè. Rồi cho mượn cái máy bánh kẹo màu dục đi. Này chưa vô các bạn ơi. Rồi, đặt cho bạn Bin với bạn Châu kẹo này đi. Rồi, mỗi người 2 cục. Mỗi người 2 cục thôi. Bạn Bin hết luôn hả? Hết, mình có thể tháo ra 2 luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ bạn Kiệt sẽ chơi một cái máy hình trái banh này là cái banh gì vậy ta? Banh này lạ quá chứ banh gì. Ủa, ra rồi kia. Một dưới màu vàng. À, bạn Bin được một viên màu đỏ nữa hả? Đã được không bạn Kiệt? Kẹt cục kẹo rồi hả? Kẹt các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt với bạn Bin sẽ xoay có ai ra cục kẹo trước nhé. Rồi chuẩn bị xoay thôi. Nhanh lên, bạn Châu cổ vũ đi. Bạn Châu cổ vũ ai? Wow, rồi, bạn Kiệt thắng rồi. Bạn Bin được cục nào chưa? Rồi 3 cục luôn, rồi bạn Bin được 1 cục rồi, hay quá. Rồi 4 cục rồi. Tiếp đi Bin ơi. Em được 5 cục rồi. À, bạn Kiệt được 5 cục rồi các bạn ơi. Bạn Bin được mấy cục rồi? À, bạn Bin được 2 cục rồi. Rồi 3 cục rồi, hay quá. Rồi tiếp đi bạn Bin ơi. Rồi bạn Kiệt được mấy cục rồi? 4 cục cái nè. Rồi các bạn ơi, như vậy là bạn Kiệt thắng rồi nha. Rồi nhưng mà bây giờ mình sẽ bỏ kẹo này nghe, mình đổi kẹo nha các bạn.
mình đổi kẹo bình sữa này vô cái máy kẹo này nha. Đây các bạn ơi, bây giờ mình thay kẹo nha. Mình theo kẹo trái cây này vô cái máy này thử coi nó bán kẹo được không. Hả? Dính nữa rồi hả? Rồi bây giờ mình đậy nắp lại thử nha. Rồi dặn cho nó ra không bạn Kiệt? Wow, được rồi các bạn ơi. Đâu bạn Kiệt quay lại cho các bạn xem với. Kẹo dở kẹt lắm nha các bạn. Wow, có ra một viên bị nét rồi. Viên này bị bể rồi các bạn ơi. Đây kẹo này nó không có tròn, nó bị bể, dễ bể lắm á các bạn. Đây bạn Kiệt xoay đi, xoay cho các bạn xem với. Cứng quá hả? Bị kẹt nữa rồi hả? Đâu của pin bị kẹt rồi các bạn ơi. Bây giờ mình gỡ cho bằng pin nha. Các bạn ơi, mình có hai cây đàn kẹo nha. Cái đàn này bấm được không bạn Châu? Dạ được cái đàn à. Rồi bạn Châu bấm thử cho các bạn xem với. Và rồi bạn Châu đếm số đi. Này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy các bạn ơi, một cái đàn kẹo nè. Bây giờ tới nghệ sĩ kẹo. Rồi bây giờ trên Kiệt đàn. Bạn Minh làm gì vậy? Bạn Minh muốn sữa hả? Đây một bình sữa các bạn. Đây các bạn ơi, bạn Kiệt đàn nè. Trời ơi, bạn thấy chưa? Bạn Minh biết đàn không? Cái đàn này xuyên Minh đi nha các bạn. Rồi bây giờ cho bạn Châu chơi cái máy này nha. Rồi bạn Châu chơi thử nha. Bạn Châu xoay thử cái cục kẹo nó rớt xuống không? Rớt chưa? Chưa cái này. Chưa hả? Mạnh lên, quay mạnh lên. Quá trời, rớt quá trời kẹo ra luôn rồi. Ơi đây gắn lại cho bạn Châu nha. Rồi bây giờ bạn Châu sẽ quay cho các bạn xem nha. Rồi rớt một cục kẹo ra rồi. Rồi quay tiếp nha, để củ kẹo thẳng lên. Rồi quay tiếp nha. Rồi bạn Châu sẽ quay cho các bạn xem cục kẹo nó rớt ra nha. Rồi quay tiếp đi bạn Châu ơi. Rồi rớt ra rồi, đây một cục nè. À có chơi công an hả? Rồi bạn Châu sẽ quay thêm một cục nữa nghe. Qua hai cục luôn hả? Hay quá. Rồi cái máy đổi kẹo này vui quá các bạn ơi. Rồi bây giờ cho đây ra một cục nữa rồi. Rồi bây giờ cho bạn Kiệt đâu rồi? Máy của bạn Kiệt đâu? Đây các bạn ơi, cái máy hình bóng bầu dục của bạn Kiệt nè. Bạn Biên làm kẹo các bạn. Trời ơi, bạn Biên làm kẹo bị nát hết luôn rồi hả? Rồi bạn Biên làm hư rồi. Rồi gỡ ra sữa con nha. Con đâu, con bắt được con gì? Chưa. Rồi cái lỗ con rắn á hả? Ê các bạn ơi, như vậy là cái video về cái máy đổi kẹo đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye. Quá wow, bạn Miếng, bạn Châu chạy đâu hả? Đâu kẹo đâu? Quá wow, kẹo gì vậy? Quá wow, các bạn ơi, bạn Miếng có cái máy đổi kẹo gì hay dữ hả? Quá wow, sau lưng có gì kìa? Gì nữa hả? Đâu đâu? Kẹo qua kẹo trái cây quỳnh sữa nha. Gì nữa hả? Quá một phần kẹo trái banh nữa hả? Quá trời quá trời kẹo luôn, còn nữa không? Cái gì á? Cái vỏ kem hả? Đâu? Cái gì á? Cái đơn kẹo hả? Ê, một cái đơn màu hồng nữa kìa bạn Châu ơi, lượm đi. Rồi đem về bắn kẹo nha. Rồi đem về bắn kẹo thử. Đây bạn Bin, bạn Bin với bạn Châu đi lượm được cái gì ạ? Quá wow, các bạn ơi, bạn Châu có một cái đàn kẹo nha. Rồi bây giờ bạn Châu gỡ kẹo ra đi. Đây bạn Bin có cái gì đây? Một cái máy đổi kẹo nè. Cái máy này nè mình xay là rớt cục kẹo xuống nè. Đâu bạn Bin xay thử đi bạn Bin. Xay thử cho các bạn xem nha. Rớt kẹo chưa? Chưa xây nữa đi, xây nữa đi. Xây hoài luôn cho nào nó rớt kẹo xong. Đây một cái máy đổi kẹo. Quá rồi rớt cục kẹo rồi các bạn ơi. Hai cục luôn hả? Đây hai cục kẹo màu vàng nè. Này là kẹo xin gươm á. Ăn nhã ra nghe. Rồi của bạn Châu kẹo gì? Kẹo rất là nhiều kẹo. À của bạn Châu kẹo trái cây nha các bạn.
Đây của Văn Châu kẹo trái cây nè. Wow, quá trời kẹo luôn. Ui, đâu Văn Bin, bán cho cục đi Văn Bin ơi. Nữa, hai cục nữa hả? Rồi dặn thử coi. Wow, rồi Văn Châu ăn không? Văn Châu ăn màu gì? Màu đỏ nha. Rồi Văn Bin ăn màu xanh. Văn Bin ăn màu xanh nước biển hả? Quá wow, ngon quá.